Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay mình đến chuồng dê của anh Nam các bạn ơi. Thì ảnh ở Hòa Bình các bạn. Ảnh mới cắt cái chuồng này cũng quá trời cái chuồng các bạn ơi. Và đây dê con của ảnh mới đẻ các bạn. Đây được hai con. Mình đi cùng bà xã các bạn. Thì có anh Sơn với anh Khoa nữa. Anh làm cao quá. Ở đây thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cái tơ. Đây cái lứa của anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này con đực. Con đực hình sự luôn. Đây thì lúc trước cái chuồng ảnh thấp lắm các bạn. Giờ cắt lên quá cao luôn. Bên đây ô này. Ở đây cũng có mấy con đực nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Bốn con này cũng hai con này đủ số ký rồi, còn hai con này chưa quá. Đây thì được ba con đực. Dê ảnh nuôi không có trơn thức ăn các bạn mà rất là đạt các bạn ơi. Đây còn mồi dư lại nữa nè. Nuôi hay quá. Gặp mình nhiêu đây là ốm nhách luôn các bạn. Qua ở đây thì một ô dê mới tách ra nữa các bạn. Quá hay quá hay. Ở ruộng mà nuôi được nhiêu đây cũng hay lắm rồi các bạn. Đây thì cái máy băm của ảnh này chắc chế chứ đâu có mua ở chợ đâu. Thì cái bát cửa cái cửa này các bạn hàng nè. Đầy quá thoáng. Ô này thì tách mẹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Rồi đi vô em. Nhà của ảnh thì trong đó các bạn. Chạy đi. Chìa khóa đâu? Em lấy mà em hỏi anh. Sướng có bà xã chở các bạn. Được quá chạy ha. Tắm luôn à. Dạ, gì vậy em? Vô đất. Đường cũng hơi khó các bạn. Này cũng khu ao tôm của ảnh. Các cái nhà phía trong các bạn. Đất ảnh cũng rộng, trồng sô đũa rất là nhiều luôn.
Để tay lái lụa lái không các bạn. Hả? Tới luôn rồi. Dạ, anh Sơn, anh Nam. Để. Thấy đi không biết có ớt hay gồng thủ nữa nè. Đi lại dài đem ớt theo luôn. Dạ. Đừng đi luôn coi. Cái thằng bát mình bự quá, mình đi khó. Trời có tiệc sẵn luôn. Dạ. Trời cũng có buổi tiệc luôn các bạn ơi. Đây giặt đất của anh Nam các bạn. Xù đủ quá trời. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây. Thì bữa nay cũng đến giao lưu và tham quan chuồng dê của anh Nam đó các bạn. Thì chuồng dê của anh Nam thì cắt lại rất là rộng rãi các bạn ơi, và cao ráo sạch sẽ nữa. Thì cái đợt trước mình đi thì chuồng dê của anh Nam ấy rất là thấp và ẩm ướt các bạn ơi. Thì giờ cắt lên cao ráo rồi, ảnh nuôi cũng mật độ dê cũng vừa phải. Thì ảnh nuôi tầm 40 con các bạn. Thì dê phát triển rất là tốt. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình quay những video tiếp theo được hay hơn nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn.